Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài là một trong những yếu tố làm ảnh hưởng đến cây sầu riêng đang trong giai đoạn làm trái. Hiện tại một số nhà vườn xảy ra tình hình rụng trái non trên cây sầu riêng khiến bà con bất an trước mùa vụ năm nay. Đây là khu vườn sầu riêng cầm chắc sẽ bị thất mùa ở xã Trường Long, huyện Phong Điền. Dưới gốc cây, nhiều lớp trái, lớp nụ nằm la liệt, lớp mới rụng tiếp tục chồng lên lớp cũ. Trên cành thì nhiều chỗ bông rụng hết, chỉ còn trơ lại mấy mớ cuống khô. Có cây còn bị cháy lá xác xơ, trông rất đau lòng. Sầu riêng là một trong 10 loại cây ăn trái chủ lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cây sầu riêng thường bắt đầu ra mắt cua vào khoảng cuối tháng 12 đến tháng 2 dương lịch, tùy theo vùng trồng. Thời điểm này rơi đúng vào cao điểm mùa khô ở miền Nam. Năm nay, tình hình thời tiết khô hạn nặng hơn mọi năm nên ít nhiều ảnh hưởng đến các loại cây trồng. Do sầu riêng có giá trị kinh tế cao nên các nhà vườn đã mạnh dạn dồn rất nhiều tiền của tâm sức vào đây. Năm nay gặp cảnh cây bị đổ bông, đổ trái không rõ nguyên nhân làm cho nhiều nhà vườn cảm thấy bất an. Không chỉ có ở thành phố Cần Thơ, tình hình rụng trái non trên cây sầu riêng gần đây trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhất là bà con nông dân trồng sầu riêng. Các hội nhóm trồng sầu riêng trên các nền tảng mạng xã hội liên tục cập nhật thông tin về tình hình bất lợi trước tác động bất thường của mùa khô, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nhằm giảm bớt thiệt hại trên cây trồng tỷ đô này.